Ừ. Dạ đây là bản dịch của Ngài Thuận Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ, con cảm ơn chú Quá Tha Ná đã cho bài đọc. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tiểu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 30. Áp phá ma đề na ma ga wa đề wa năng xếp phá tăng gá tô áp phá ma đăng phá sanh san tí phá ma đô gá rá hí tô xá đà áp phá ma đề ná má gá hòa đê hòa năng xếp thá tăng gá tô áp phá ma đăng phá sanh san tí ma đô gá rá hí tô xá đà áp phá ma đề na ma ga hòa đề hòa năng xét thá thá tăng gá tô áp phá ma đăng phá sanh san tí phá ma đồ gá ra hí tô sa đà đế thích không phóng vật đạt ngôi vị thiên chủ không phóng vật được khen phóng vật thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chỉ nhờ đức tính tinh cần đế thích cai quản bốn tầng thiên vương dễ vui thiên hạ khinh thường tinh cần mãi được tán dương đời đời. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của đạo tràng, mến mời bàn tay Tina nha, mến mời bàn tay của quý vị nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lãnh lễ ơn đức chư Phật, kính lãnh lễ ơn đức giáo pháp, kính lãnh lễ ơn đức chư tăng, con kính lãnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ. Ai minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông, chị Nhật Quỳnh, Siết Trường Phụng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 30. Đổ mưa xuống là bị bệnh, không biết cái bệnh gì kỳ cục. Áp ba ma đề na ma kha hòa đề hòa năng xé tha tàng ra tù áp ba ma đằng bát sàng sàn tí ba ma đồ ra ra hi tù sa đà áp ba ma đề na ma kha gạ hòa đề hòa năng xé tha tàng ra tù áp ba ma đằng ba sàng sàn tí ba ma đồ ga ra hi tù sa đà áp ba ma đê na mắc kha qua đê qua năng xe tha tăng ga tù áp ba ma đằng ba sàng sàn tí ba ma đồ ga ra hi tù sa đà đê thích không phóng vật đạt ngôi vị thiên chủ không phóng vật được khen phóng vật thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Áp ba ma đê na ma kha qua đê qua năng xe tha tăng ga tù áp ba ma đăng ba sang san ti ba ma đô ga ra hi tù sa đà áp ba ma đê na ma kha qua đê qua năng xe tha tăng ga tù
áp ba ma đằng ba sàn sàn tí ba ma đồ ga ra hi tù sa đà. Chỉ nhờ đức tính tinh cần chỉ nhờ đức tính tinh cần Đế Thích cai quản bốn tầng thiên dương, dễ vui thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Cô thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ, nhân mít lại đào tràng ạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài số pháp cú kinh số 30. Appama de namakawa dewa nang setthatam gato appama dang phasang santi phama do garahito sada Appama de namakawa de wa nang setha tang gato appama tang phasang santi phama do garahito sada. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen phóng dật thường bị trách. Hòa thượng Thích Minh Châu. Appama de namakawa đề hoa năng xin tha tăng ga tu âm pa ma tăng pa san san ti pa ma du ga ra hi tu sa da âm pa ma đề na ma tha hoa đề hoa năng xin tha tăng ga tu âm pa ma tăng pa san ti pa ma du ga ra hi tu sa da. Chỉ nhờ đức tính tinh cần, Đế Thích cai quản bốn tầng thiên vương, dễ vui thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Hòa thượng Giới Đức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ alo. Dạ alo. Dạ, hồi nãy con thấy cô Tiểu Duyên lay nó nhưng mà bị rớt mic sao, để con xin sám hối cô, con xin đọc. Dạ. Áp ba ma đề nam ma cha ga qua đề qua năng sê tha tăng ga tô appa ma đằng ba sam sang ti ma ma đồ ga ra hi to sa da. Đạt Đế Thích không phóng dật được khang phóng dật được khang phóng dật thường bị trách. Và đó là bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Chỉ nhờ đức tính tinh cần, Đế Thích cai quản bốn tầng thiên vương, dễ vui thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Và đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. Và con xin đọc kệ. Appa ma de na ma ga quang de wa nang sen tha tang ga to appa ma dang ba sang sang ti ba ma do gang ra hi to sa da appa ma de na man gan wa đề hoa năng sẽ tha tăng ga tô ba đăng ba sam sang ti ba ma đô gang ra hi tô sa đăng. Đế Thích không phóng dật
đạt ngôi vị thiên chủ. Không phóng dật được khang, phóng dật thường bị trách. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: chỉ nhờ giới đức tính tinh cần, đế thích cai quản bốn tầng thiên vương, dễ vui thiên hạ kinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Và phổ thơ của Ngài Di Đức. Và con xin mời cô Tệ Duyên anh thử máy lại, con xin sám hối cô. Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ con thấy bằng thầy của Đại Đức Tỳ Đức, dạ sư có ôn bài không bạch sư hay là sư đánh nhầm mà. Dạ, Như Quỳnh cũng thấy bằng tay của sư. Dạ, chắc có thể sư để nhầm thôi. Dạ, mời cô tu nữ Tỳ Duyên nha. Alo, cô tu nữ Tệ Duyên ơi, sư nói dừng cho cô kìa. Nhật Quỳnh tưởng đâu sư Duyên đưa tay nhầm rồi, mời cô. Dạ. Nãy gì biết trước là Tệ Duyên xin lỗi. Đạo tràng gì dở phía trước đó. Đứa bé nó la rằng. Cho nên là Tệ Duyên mời sư kể. À, bây giờ để thôi không làm mất thời gian để Tệ Duyên xin kể kinh. À, hồi nãy Tệ Duyên đảnh lễ chùa nó sao sao á. Dạ, bây giờ Quỳnh Quách Thanh Á có thể cho bài học dùm tí không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn. Dạ, đi nghệ. Ba. A đê nam ta quá đê ma ga tu a ni mu ge tu na ba de wa na tha tang ga tu tu a ba mang san ti ba ma do ga ra hi tu sa da đế thích không phóng dật đặt ngôi vị thiên chủ. Không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu: chỉ nhờ đức tính tinh cần, đế thích cai quản bốn tầng thiên vương, dễ vui thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ sư Tự Đức. Dạ, kính thỉnh sư kệ kinh ạ. À. Dạ alo. Dạ alo ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào
toàn thể đạo tràng. Sư xin kệ câu pháp cú số 30. Appamade namakhava dewa nang se tatang gato appamadang basang santi pamado garahito sada. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, sư xin xuống mít ạ. Dạ, sa thú lành thai anh rất hoan hỷ khi nghe sư kể. Lần đầu tiên sư cầm mít ở Rome Pháp Cú. Dạ, rất là sa thú. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, sa thú. Một lần nữa con hành kính tránh lễ Chư Tôn Đức, con hành kính lãnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà ông nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Trời Đức đã hoan hỷ cùng chúng con ông bà. Kính cảm ơn Xích Tâm Hương, Xích Thi Na, cô Ây Minh, Xích Trần Phụng, Xích Sàng Đông, Quỳnh Quách Thanh Á đã hoan hỷ ông bà. Và bây giờ thì chúng con đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh. Ồ, Châu Phan nghe không rõ hả? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh rõ không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay, câu pháp cú kinh số 31, Nhật Quỳnh duyên sự và ý nghĩa cú kinh này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăm thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 31. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt ạ. Con kính nhân bích đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 5, ngày thứ Sáu. Chúng ta đến cái ngày học bài học trong cái kinh Phật Cú, đến câu số 31, phẩm không phóng dật. Trước khi đi vào bài học, chúng con xin cung thỉnh Chư Tăng và toàn thể quý vị cùng đảnh lễ Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokhato bhagavata tammo dhammang namassami sopatipanno bhagavato savakasangho sang khăn nã ma mi. Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 31 trên tổng số 423 câu. Nội dung của câu kệ ngôn số 31 Appamadarato bhikkhu pamade payada siwa sangyocanang anung thulang dan hangakiwa gacchati. Vị tỳ khư thích thú trong sự không sao lãng, hoặc có sự nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự sao lãng, ra đi tại như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và to lớn. Bản dịch của Ngài Indra Chanda Chánh Thân, cũng như là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Nam Mô Bố Thầy giá. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về việc ngữ vực của câu kệ ngôn Pháp Cú số 31 này. Appamada rato bhikkhu pamade payada siwa Sangyo chanang anum tu lang da hang aki wa gacchati. Câu thứ nhất đó là Appamadarato bhikkhu. Appamadarato có nghĩa là vui thích trong sự không có sao lãng hay là không phóng dật, kết hợp bởi cái từ ná cộng với Pamada cộng với Rata. Ná có nghĩa là không, Pamada là sự phóng dật hay là sự sao lãng, Rata có nghĩa là thích thú hoan hỷ, thích thú hoan hỷ. Đây là một danh từ xuất phát có cái nghĩa gốc ở trong cái thành phần chính, đó là cái từ rata, là cái sự thích thú, sự hoan hỷ. Nó là quá khứ phân từ của từ ramati, là sự vui thích, vui thích, thích thú. Và cái từ này nó là một cái từ rất là quan trọng trong cái câu kệ ngôn này, và cũng quan trọng trong cái đời sống hiện tại bình thường của mỗi người. Một lát nữa thì chúng ta sẽ nói nhiều về cái từ này. Appamadarato Bhikkhu là một cái vị tỳ khưu. Tỳ khưu cũng là cái phiên âm của cái từ Bhikkhu. Yeah. Câu thứ hai là Pamade Payadasiwa.
Pamade là sự phóng dật hay là sự sao lãng. Payadasi nó có cái sự đây là một cái hộp từ. Phá giá là cái sự sợ hãi hay là cái sự nguy hiểm. Dasi nó là một cái từ bắt nguồn từ cái căn dis là thấy, nhìn thấy. Và Phayadasi là người nhìn thấy cái sự sợ hãi hay là cái sự nguy hiểm. Phayadasi. Và cái từ này cũng quan trọng không thua kém với cái từ Appamadarata. Đây là hai cái từ quan trọng ở trong cái câu kệ ngôn này. Nếu mà chúng ta có cái quyển Kinh Pháp Cú thì song ngữ đó, thì chúng ta sẽ gạch dưới hai cái từ này. Câu kế tiếp đó là Sanyo Chanang Anung Thu Lăng. Sanyo Chanang Anung Thu Lăng. Sanyo Chanang là kiết sử hay là sự trói buộc. Anung nên là nhỏ nhoi, bé nhỏ hay là vi tế. Anung nhỏ, bé, tế nhị. Thu lăng thì có nghĩa ngược lại, đó là to lớn, thô thiển. To lớn, thô thiển. Sang vô chân năng anh nung thu lăng. Câu cuối cùng là đa hằng ác kỳ quá gắt chặt tiếp. Đa hằng ác kỳ quá gắt chặt tiếp. Đa hằng. Đa hằng là có nghĩa là đang thiêu đốt. Ở đây là do là cộng với lại cái từ này kết hợp bởi một cái từ, một cái tiếp vị ngữ của hiện tại phân từ, cho nên chúng ta sẽ có cái nghĩa là đang thiêu. Đang thiêu đốt. Aki quá là cái từ bị tỉnh lược là aki ý quá. Aki quá. Aki là ngọn lửa, ý quá là tợ như, giống như. Tợ như, giống như. Gacchati thường là nên là cái động từ có nghĩa là đi. Mà đi đây thì nó cũng có nghĩa là lan tràn. Trong cái nghĩa mà của cái lửa thì nó cháy, là nó cháy, nó không phải nên lửa nó đi mà nó lan, cháy lan. Lan ra, lan rộng ra. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái việc học về ngữ vựng, sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 31 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 31. Appamadarato bhikkhu appamade payadasiwa sangyo chanang anung thulang danhang akiwa chati. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: tỷ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật niệm tâm canh chừng, bước đi như đám lửa hừng, thiêu bao phiền não kiết thần tiêu tan. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, như vậy là chúng ta đã xong cái phần đầu tiên là sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 31, và kế tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự cũng như là cái ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Câu kệ ngôn pháp cú số 31 này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết khi Ngài ngự tại tịnh xá Chetavana, Kỳ Viên, và đề cập đến một cái vị tỳ khưu, và vị tỳ khưu này cũng không có được ghi chép lại là vị tỳ khưu này tên gì, chỉ diễn tả là một cái vị Anyatara Bhikkhu. Liên quan đến một cái cảnh, đó là cảnh cháy rừng. Một cái cảnh là cảnh cháy rừng. Thì quý vị nào đã từng tìm hiểu, từng đọc hay là từng nghe giải thích về cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái điều, khi trong mình, trong người mình có Phật Pháp á, thì ở đâu cũng thấy Phật Pháp. Và cái vị nào đã tròn đủ ba la mật, có túc duyên trong quá khứ, thì ở cái vị trí, cái không gian, thời gian, cái cảnh nào cũng là cái đề mục để mà hành đạo. Cái điều này một cái điều rất là đặc biệt của Phật Pháp. Thì cái câu chuyện này nói về một cái vị tỳ khưu nọ, sau khi xuất gia, sau khi học hỏi, xin đề mục thiền quán để mà tự vào rừng tu. Cái điều này đó thưa quý vị rằng, tại vì ngày xưa gọi là chùa, ở đây chúng ta gọi là chùa Tịnh Xá Kỳ Viên hay là chùa Kỳ Viên Chetavana Vihara đó, thì thật sự ra cũng là một cái khuôn viên rừng, một cái khuôn rừng hay là vườn được chăm sóc, nhà được chăm sóc, chứ không phải là như chùa mà chúng ta có như bây giờ. Thì các quý vị tỳ kheo sau khi mà có duyên lành xuất gia đó, thì các vị sẽ học hỏi trực tiếp từ Đức Phật, hoặc là sẽ học hỏi trực tiếp từ cái vị giáo thọ, là những vị thầy, những vị thầy đáng tôn kính, có nhiều kinh nghiệm trong cái pháp học. Và sau khi ở với cái vị thầy hay là ở chung với Đức Phật một thời gian, như là vị tân tỳ khưu là ở 5 năm, thì học kinh điển, học phương pháp để mà tu thiền, những cái đề mục để quán tưởng, thì sẽ xin phép để mà tìm một cái trú xứ thích hợp, như là một cái khu làng, khu rừng cần gần làng, hay là một cái hang động, để mà cố gắng tinh cần nỗ lực để mà thực hành cái đề mục mà mình đã được học. Thì cái vị này sau khi xin được cái cách thức, cái đề mục để mà tu tập thì đi đến một cái nơi khác, một cái chỗ khác để mà tu tập. Và trong cái quá trình như vậy thì vị này đã cố gắng nỗ lực hết sức mình. Hết sức mình ở đây là vị này đã tinh cần một cách không có sao lãng, không có mệt mỏi. Nhưng mà qua một cái thời gian thì không có kết quả của thiền định hay là đạo quả, thì vị này có một cái chút băn khoăn, không biết như thế nào, cho nên nghĩ rằng thôi thì ta hãy đi về để mà gặp Đức Phật, và chắc chắn rằng Đức Phật sẽ giúp đỡ để mà hướng dẫn thêm. Trên đường về thì vị này gặp một cái cảnh tượng rất là hãi hùng, đó là một cái đám cháy rừng.
ở Việt Nam, ở Việt Nam thì chắc không có nhiều người chứng kiến được cái cảnh cháy rừng. Thường thì chúng ta sẽ chứng kiến cái cảnh qua báo chí, qua TV. Và có nhiều cái khu rừng đó quý vị, rằng có những cái mối nguy hiểm, chỉ cần một cái tàn lửa nhỏ có thể làm cháy một cái cảnh cánh rừng hàng trăm hecta. Thì có những cái khu rừng mà vào những cái mùa thu, những cái mùa lạnh đó, mùa đông, rất là dễ cháy. Nhưng mà một khi lửa rừng bắt đầu cháy rồi đó, thì bất kể là khu rừng nhiều cây khô hay là rừng xanh tùm, một khi đã cháy rồi thì không có kể số là cây xanh hay là cây khô, nó đều lửa rừng đều thiêu rụi. Thì cái cảnh tượng đó nó quá là lớn, quá là mạnh, quá là sợ hãi, làm cho cái vị tỳ kheo này rúng động. Và do cái túc duyên và cái sự nỗ lực của cái việc tu tập của mình đó, thì cái cảnh tượng này đã là một cái duyên lành, một cái cảnh để trợ cho cái thiền quán cho cái vị này. Vị này có một cái suy nghĩ rất là bất chợt. Ví như lửa rừng thiêu đốt tất cả những gì xung quanh nó, thì nếu như là trí tuệ, giống như là trí tuệ có thể thiêu đốt được các cái phiền não trong thâm tâm mình. Thì khi mà chợt lên cái suy nghĩ như vậy ở trong hương thất Đức Phật tại chùa Kỳ Viên, Ngài biết được cái tâm ý của vị tỳ kheo cách đó một cái khoảng không, khoảng cách rất là xa. Thì Đức Phật đã dùng cái cách của Ngài để mà nhắc nhở cho cái vị tỳ kheo đó. Với cái sự giúp đỡ của Đức Phật, Ngài nhắc cái vị tỳ kheo đó qua cái bài kệ mà chúng ta đang học ngày hôm nay, đó là câu kệ Ngôn Pháp Cú số 31. Khi tâm của vị tỳ kheo đó đang có cái sự rúng động bởi cái cảnh tượng cháy rừng, và ví cái lửa rừng đó giống như là cái trí tuệ của một cái vị tu tập thiền định, thiền quán, mà có thể đốt phá, cháy rụi những cái phiền não tối buộc. Đức Phật Ngài đã đọc lên bài kệ Appama Darato Piku Pama Devayada Siwa Sanyo Chanang Anum Tulang Danang Aki Wakachati. Thì ngay lập tức, với cái sự giúp đỡ khích lệ của Đức Phật đó, vị tỳ kheo đã lập tức thấu triệt được cái sự khổ đau, cái sự vô thường, cái sự vô ngã, và đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, đạo A-la-hán quả. Và với cái niềm vui, với cái thành tựu đó, vị tỳ kheo đã dùng thần thông để mà đến gặp Đức Phật tại chùa Kỳ Viên, và đã kể lại câu chuyện cho Đức Phật nghe. Thì đó là cái duyên sự của câu kệ Ngôn Pháp Cú số 31 này. Thật sự ra nếu mà thiếu cái duyên sự này thì chúng ta sẽ thiếu một cái điều mà đáng được nói ở đây, đó là nếu mà chúng ta chỉ đọc câu Pháp Cú đó là một vị tỳ kheo vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng thiêu kiết sự lớn nhỏ, thì chúng ta sẽ không hình dung được cái cảnh giúp đỡ, cái cảnh cháy rừng giúp đỡ cho vị tỳ kheo này nhiều như thế nào. Ở trong kinh điển thì có những cái ví dụ tương tự như vậy, thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều nơi. Thí dụ như là một cái giọt nước nhiễu, hay là một cái khăn dơ,
đều là cái cảnh, đều là đề mục để mà quán tưởng cho một cái vị hành giả chứng đắc được đạo quả, hiểu thấu được sự thật của cuộc đời. Và trong cái câu kệ ngôn pháp cú này, trong cái duyên sự này, cái đề mục đó là cái cảnh cháy rừng. Mà nhiều khi đó, chúng ta học xong cái bài học ngày hôm nay, đâu đó chúng ta bắt gặp lại một cái cảnh như cái vị tỳ kheo này bắt gặp, là cái cảnh cháy rừng. Hoặc giả là chúng ta nấu củi, hay là chúng ta thấy những cái đốm lửa, để chúng ta nhớ lại cái bài kệ này, hay là cái câu, cái duyên sự này. Và lúc đó thì chính vì cái sự, cái ví dụ, cái cảnh tượng đó giúp chúng ta nhớ lại cái câu kệ ngôn này, cái duyên sự này, làm cho chúng ta quay lại với Phật Pháp, làm chúng ta liên tưởng rằng chính ngọn lửa này Đức Phật Ngài đã dạy giống như là cái trí tuệ có thể thiêu đốt được phiền não. Thì thưa quý vị rằng đó là lúc mà chúng ta đang ứng dụng Phật Pháp vào trong cái sự tu tập hàng ngày của mình, một cái điều rất là tốt. Cho nên Tịnh Đạt thường nhắc đó là làm sao mà mình có thể vận dụng Phật Pháp vào trong những cái công việc, những cái hình ảnh thường xuyên quen thuộc với mình đó, thì cái sự tu tập chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh. Và hai cái từ mà Tịnh Đạt có nhắc đến lúc mà chúng ta học cái phần đầu tiên về ngữ vựng câu pháp cú đó là Appama Dharato và cái từ Payadasi wa Payadasi. Và hai cái từ này là cái nội dung chính của cái câu kệ ngôn này, Appama Dharato và cái từ Payadasi. Dạ, cảm ơn cô ấy Minh. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Không phải cái cảnh cháy rừng thì có thể nhiều người có thể chứng kiến được cái cảnh cháy rừng, nhất là những cái người sống ở trong những cái khu rừng, những cái khu mà có nhiều cây cổ thụ. Và mặc dù là thấy được cái cảnh cháy rừng như vậy, nhưng mà do là không phải là một cái người đang tu tập, hay là cái người có cái phước ba la mật, cái túc duyên quá khứ, cho nên cái cảnh đó làm cho người đó hoảng sợ mà thôi, chứ không có giúp ích được cái gì hết. Nhưng riêng trong trường hợp này, cái vị tỳ khưu này là một cái vị tỳ kheo Appama Dharato, là một cái vị thích thú hoan hỷ trong cái việc không phóng dật, hay nói cách khác là chuyên cần tinh tấn luôn khi. Cho nên á, khi mà gặp cái cảnh bất về, và Đức trong khi đó thì nhờ đỡ Đức Phật Ngài nhắc nhở, đó là Phayadasi, thấy cái sự nguy hiểm hay là sợ hãi trong cái việc Appamade, cái sự sao lãng hay là cái sự buông lung. Chính hai cái điều này giúp cho cái vị tỳ khưu nhận định được vấn đề và đã phát triển được cái thiền quán, chứng đắc được đạo quả, cắt đứt được các cái kiết sử. Như là chúng ta thì chúng ta đang trên con đường tu tập thì chúng ta cũng nên học cái cách này để mà huân tập cái thói quen tốt về cái việc nhìn thấy Phật Pháp xung quanh mình. Giống như là qua cái bài học này thì chúng ta áp dụng ở đâu chúng ta cũng niệm vô thường, ở đâu chúng ta cũng niệm đó là cái sự không phải của ta. Thì khi mà những cái tình huống mà bất chợt
nó xảy ra đó, hoặc là những cái lúc mà hấp hối trên giường bệnh đó, thì chúng ta mới có cái khả năng đủ sức, may mắn là có khả năng đủ sức để mà khống chế, để mà niệm Phật, để mà nhớ Phật Pháp. Chứ bằng không thì không có cách nào, thưa quý vị. Và chính vì cái cách này đó là chúng ta đang huân tập cái phước ba la mật, cái phước giải thoát đó. Và đến lúc nào đó tròn đủ, tràn đầy, thì chúng ta sẽ được như vị tỳ kheo trong cái duyên sự này. Lúc đó thì chúng ta không có thấy cái cảnh cháy rừng nữa, hay là chúng ta chỉ cần thấy một cái giọt mồ hôi, hay là một cái sợi tóc bạc, hay là một cái ly bị bể, hay là một chiếc xe hư. Tự nhiên cái túc duyên hàng ngày quân tập của mình đó, nó giúp cho mình không nhìn nhận vấn đề theo cái kiểu của xã hội ngoài đời nữa, mà nhìn nhận vấn đề theo kiểu Phật Pháp. Và nếu mà được cái sự trợ giúp một cái vị, của một cái vị hiền trí, một cái vị nhắc nhở mình ngay trong lúc đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những cái thành quả rất là to lớn. Thì trí tuệ ở trong cái sự mà thiêu đốt phiền não, nó không phải là cái trí mà chúng ta suy nghĩ, mà là cái trí tuệ nó bộc phát bằng cái sự tu tập. Cũng giống như là tại sao mà chúng ta đọc những cái kinh sách về thiền đó, chúng ta có một cái lượng kiến thức thiền rất là phong phú. Nhưng mà khi mà ngồi thiền là chúng ta có những cái kinh nghiệm hoàn toàn khác. Cảm nhận của mình về thiền nó sẽ rõ ràng hơn. Và quý vị thấy rằng khi mà ở trong trường thiền đó, từ khóa thiền này đến khóa thiền khác, nhiều thiền sinh đều trình pháp một cách rất là có cái điểm khác nhau, bởi vì kinh nghiệm khác nhau. Do là cái trí tuệ khi mà chúng ta tập trung tư tưởng, chánh niệm trên đề mục, thì lúc đó tự nhiên cái trí tuệ nó phát sanh, nó phát khởi và nó hiểu cái vấn đề theo cái phước ba la mật của mình. Cái phước ba la mật chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề nó rất là rõ, rất là lẹ. Còn cái phước ba la mật chúng ta ít, cái phước giải thoát của chúng ta ít, thì chúng ta chỉ ngồi thiền là định tâm, an trụ tâm, mát mẻ. Nó chỉ dừng lại ở nơi đó mà thôi. Cho nên trong cái hàng ngày tu tập đó, bố thí trì giới, làm các công đức đó, chúng ta hãy nguyện cái phước giải thoát. Bởi vì cái phước giải thoát đó nó sẽ giúp đỡ, nó sẽ hỗ trợ khi mà chúng ta tu thiền, khi mà chúng ta gặp những cái cảnh tượng nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Và chính nhờ cái phước ba la mật, chỉ có cái phước ba la mật mới giúp được cái người đó có một cái cách suy nghĩ khác người, khác thế gian, đi ngược lại dòng đời. Chứ cái lúc đó là chúng ta dùng lý trí thì không thể nào mà xử lý kịp. Cũng giống như là một cái tài xế điêu luyện đó, thì lúc mà xử lý tình huống thì không có nhớ lý thuyết. Bởi vì lý thuyết mà dạy, ví dụ như ông thầy ông dạy là muốn dê xe đổ vào chỗ, phải nhìn gương, phải nhìn bánh, phải nhìn khoảng cách. Nhưng mà trong thực tế thì cái khoảng cách hay là cái đường xá nó không có giống như trường học. Thì nếu mà chỉ áp dụng lý thuyết trong trường học đó, thì không thể nào mà đổ xe vào chỗ được. Cho nên cái người tài xế cần phải luyện tập rất là thường xuyên, phải đi, phải chạy xe, phải thực tập. Và trong những cái tình huống gấp gút đó, thì cái người tài xế đó có cái sự phản ứng một cách rất là ngẫu nhiên. Thì quay lại đó là cái từ Appamadarato. Làm sao mà chúng ta có được cái sự thích thú trong cái việc không sao lãng, hay là cái việc mà không phóng dật đó. Đó là một cái điều mà chúng ta cần đáng quan. Cái điều này nếu mà nói về cái vấn đề
xã hội thường ngày đó, thì chúng ta sẽ nói rằng appama darato. Con đi quá. Con đi ra ngoài, con đi ra ngoài. Appama darato là cái việc làm sao để chúng ta có được công việc làm, hay là một cái sự nghiệp, hay là một cái công việc học tập không bị chán nản, đó là appama darato. Còn nói trong cái sự tu tập đó là làm sao mà theo đuổi một cái phương pháp tu tập, thí dụ như là quán thân thể trược, hay là quán về niệm tâm từ. Dạ đạo tràng, chúng con hết nghe rồi, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt cầm mic trở lại. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ con kính nhận mic thánh sư. Dạ anh đạo tràng có nghe được âm thanh là chưa ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ tại vì lúc nãy đang nói thì có một cái bé cháu nó chạy vô phòng, mà hình như là cũng do là mạng yếu cho nên nó bị rớt mạng. Cảm ơn quý vị. Thì cái điều quan trọng ở trong cái từ mà appama darato đó là thích thú trong cái việc không sao lãng đó, chúng ta mở rộng thêm. Khi ở trong cái công việc thường ngày, giống như là một cái người đầu bếp nấu ăn, hay là một cái nhân viên làm công sở, hay là một người làm tài xế lái xe, tất cả những cái công việc đó đều cần cái appama darato, bởi vì cần cái sự vui thích ở trong công việc, hay là có cái niềm vui ở trong công việc đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự kháng khích, không có ngán ngẩm. Bởi vì thật sự ra thì chúng ta từ nhỏ sinh ra cho đến lớn lên á, và bắt đầu vào công việc á, thì một ngày của chúng ta sử dụng cái thời gian rất là nhiều cho cái việc đó là công ăn việc làm. Mà nếu như là thiếu cái appama darato trong công việc đó, thì chúng ta sẽ sống một cái khoảng thời gian trong một ngày đó rất là khó chịu. Một người bình thường sẽ làm một cái công việc đó là 8 tiếng một ngày, và trong cái thời gian đó cộng thêm đó là nghỉ ngơi, hay là chuẩn bị đi làm, hay là chuẩn bị đi về đó, tức gần như là cả cái ngày từ sáng đến tối đó. Nếu mà thiếu appama darato, yêu thích trong công việc đó, thì phải nói là sống trong một cuộc sống không có đáng sống. Cho nên khi ở ngoài xã hội, khi mà việc thì chúng ta cũng cần chú ý đến cái việc này. Hãy chọn cho mình một cái công việc mà mình giỏi giang. Liên quan đến đây thì Tịnh Đạt xin mở ngoặc thêm một tí xíu, đó là tại vì Tịnh Đạt thường dạy các cái lớp trẻ, các em thiếu nhi á, những cái em lớp 8, lớp 9. Thì các sư Tịnh Đạt có thường nhắc các em đó là các em hãy xem cho mình thích cái gì, mình làm cái gì giỏi, thì mình hãy học chuyên môn về cái đó, và sau này mình sẽ hành nghề bởi cái nghề nghiệp giỏi.
Còn cái đam mê á, thì hãy gác vào một bên. Khi mà mình làm được cái việc giỏi đó, kiếm được tiền, cuộc sống ổn định, thì mình hãy quay qua cái đam mê. Bởi vì cái đam mê và cái giỏi nó không có giống nhau. Cái giỏi đó khi đó một người nấu bếp giỏi, nhưng mà cái đam mê đôi khi là đam mê vẽ hay đam mê lịch. Nếu mà lấy cái đam mê vẽ mà để kiếm tiền sinh sống á, mà không có giỏi trong cái việc vẽ đó, thì coi như là vô tình chúng ta giết chết cái đam mê. Còn như người nào mà vừa có cái đam mê và giỏi giang trong cái đam mê thì quá tuyệt vời. Và cái điều này đó là giống như là một cái người Phật tử hay là một cái người tu sĩ, một cái người biết đạo, khi mà áp dụng một cái pháp môn để mà tu tập đó, thì thưa quý vị rằng cần, rất là cần cái Appamadarato. Bởi vì không có Appamadarato thì rất là dễ bỏ cuộc trong cái pháp môn đó, và sẽ là giống như là sống cho có tồn tại, chứ không có cái sự thích thú hay là tầm cầu hay là nhiệt tâm trong cái pháp môn đó. Nó rất cần trong cái Appamadarato. Cái điều thứ hai đó là Payadasi, là thấy cái sự nguy hại, nguy hiểm của cái Appamade, là trong cái sự buông lung sau. Thì lúc trước, bài học trước tình có chia sẻ thêm cái sự Appamade là sự sao lãng đó, thì đó là cái sự dễ vui, cái sự quên mình, sống một cách rất là cẩu thả, thì đó là Appamada. Ngoài cái việc đó là phóng dật, sao lãng, thì khi mà có được cái sự sợ hãi ghê sợ trong những cái mối nguy hiểm đó, nhận ra vấn đề, ý thức được, thì chúng ta sẽ có cái động lực để mà cắt đứt, để mà tu tập, để mà học Phật Pháp. Chứ không thôi thì Phật Pháp thì học Phật Pháp, nhưng mà ham mê đời thì vẫn ham mê đời, thì cái điều đó nó không có thích hợp. Bởi vì giống như là một cái người nói tôi đi chùa rất là nhiều, tôi là Phật tử thuần thành, tôi đi từ hồi thời chùa mới cất còn lụp sụp, tôi đi chùa từ thời là tổ này tổ kia, nhưng mà về nhà thì dạy con dạy cháu thì văn tục, đi trong xóm riền thì bê tha, cái lời nói không có giá trị. Thì cái việc đi chùa đó, thưa quý vị, nó không có kết quả. Bởi vì cái người này không có cái sự Payadasi, tức là thấy cái sự nguy hại trong cái Appamade là phóng dật, và cuối cùng là vẫn đam mê trong ngũ dục. Thì chắc chắn là cái việc tu tập hay là cái việc đi chùa học Phật Pháp nó không có nhiều kết quả. Và để tóm lại, đó là cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 31 này là một cái câu chuyện mà chúng ta có thể rút ra một cái bài học, đó là hãy cố gắng tạo nhiều cái thiện phước với cái chí nguyện giải thoát để vun đắp ba la mật. Chính vì cái phước giải thoát vun đắp ba la mật sẽ giúp đỡ cho chúng ta khi đứng trước những cái tình huống, những cái cảnh tượng dường như là rất là bình thường ở trong xã hội, giống như là trong câu chuyện này là cái cảnh cháy rừng, hay là chúng ta sẽ thấy là một cái người tử thi, một cái người chết, một cái giàn thiêu, một cái giàn quả thiêu, giống như là đang tình hình dịch bệnh ở bên Ấn Độ đó, khủng khiếp, cái người, số lượng người chết quả thiêu hay là thả xuống sông, bị làm
rồi những cái cảnh tượng giống như là một cái tai nạn xe, hay là nhẹ hơn nữa thì một cái bông hoa héo. Thì tất cả những cái cảnh tượng, những cái tình huống đó nhờ cái phước ba la mật mà sẽ giúp đỡ cho chúng ta có một cái suy nghĩ hay là một cái ý thức nhìn nhận liên quan đến Phật pháp, liên quan đến tu tập. Mà muốn được như vậy thì phải appamadarato, cố gắng có cái sự vui thích, hoan hỷ trong cái thiện pháp, và để ý coi chừng cái tâm bị lôi kéo bởi ngũ dục. Phải thấy được rằng cái sự nguy hại, nguy hiểm trong cái sự sao lãng buông lung, cái sự quên mình dễ vui. Chính vì điều này sẽ giúp mình có thêm cái động lực để mà tu tập. Thì Tịnh Đạt hôm nay xin chia sẻ với đạo tràng pháp cú kinh cái sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ pháp cú số 30. Tịnh Đạt xin kết thúc tại đây. Xin kính chúc chư tăng và đạo tràng luôn luôn có cái sự an lạc trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thủ chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 31 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đầy đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vata sapa mangalang rakhantu sape de vata sapa buddha Vata ve na sada sati vavantu te Vata sapa mangalang rakhantu sape de vata sapa dhamma Vata ve na sada sati vavantu te Bhagavato sapa mangalang rakhantu sape devata sapa sangha upavena sada swati bhavantu te. Tất cả phương an có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo, đức của chư tăng, các sự thời thường thường đến người, cho quả của tâm tinh thành tâm bà được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu an. Dạ, sa thú thành thai Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ga ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô Saramika dana pati upasaka gama cha de sani gama cha isara sappana puta sukita pawan tu te cha da bu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta athavo papatika Ni ya ni gang tham ma wa rang ba tit cha te Sabbe pi duk khat sa kha ron tu sang kha yang Tha tu chi rang sa tang tham mo Tham ma tha ra cha bod ga la Sang kho ho tu sa mak go wa Atha ya cha hi ta ya cha Amhe ra khan tu sak tham mo Sappe pi dhamma carino uttim sampavuniya ma dhammariya pavedite. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp.
Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn, xin xuống mic.